Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today let's play S Chocho Challenge game. Chocho Challenge 2 and Roblox. First play Chocho Challenge. Nào. No! You fool! Ok, bắt đầu các bạn cùng xem như chơi nhé. Để nắm mốt thành con mumi long lét. Đây là phiên bản Chocho Mumi Long Led. Để có thể chạy nha các bạn ơi. Để bắt đầu lên tàu để tiêu diệt con Chocho Mumi Long Led nha. Để bắt đầu. Ô, bắn trượt rồi. Chúng ta tàu lên lại. Tàu chưa ra các bạn tiêu diệt nó xong rồi. Wow, tiêu diệt xong con Mumi Long Led. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Chocho Challenge Spider Pen. Đây là phiên bản trên Mobi nhé các bạn ạ. Select level 9. À, đi giải cứu hai nhân vật kia. Ok, let's go. Mình sẽ đi giải cứu hai nhân vật này lên tàu nhé, rồi bắt đầu tiêu diệt. Còn là Chocho Challenge.
để Let Go lên tàu. Bắt đầu tiêu diệt con Chocho nhé. Thank you.
hết mất xăng rồi. Tiếp theo mình chuyển sang Chuchu Chalet khác, cũng là một phiên bản trên Mobi. Sukuli Chuchu chuyên. Challenge level cuối cùng luôn nhé. Ok, sẽ tắt cho chuyên. Ồ, xuống cái lửa. Có cái việc đó. Xong theo mình sẽ chơi Chuchu Chalet is the block. Một phiên bản Chuchu Chalet. Ok, play now. À, con Chuchu Chalet nó đang bắt ở kia này. Ồ, nó đang kia. Mình sẽ lên tàu để select xuống nhé. Thì mình sẽ nhảy lên đây. À, xem nó Chuchu Chalet nó bắt rồi. Nó đang muốn nhảy lên đây nhưng mà không được. Ồ, nó tắt được 2 người chơi rồi. Mình chỉ đi tìm một chìa khóa này. Nó đang đuổi mình. À, nó đang đuổi vào đây. Tí nó bị nó bắt. Ồ,
Để mình sẽ nhảy lên đây. Đó, đúng rồi, bắn lên này. Khóa này không thể mở. Nó lại đuổi. Mình sẽ nhảy lên đây xem nó bắt được không. Mày quá, tí nó bị nó bắt. Mình lại nhảy lên đây. Mình sẽ chuyển sang chơi Honor Spider Train. Các bạn có xem phần intro này nhé. Bắt đầu. Này ngoan. Mình sẽ đi tìm các thẻ nó để lắp ghép vào kia. Mình phát hiện ra sao. Mau. Mình đã phát hiện rồi. Mình đã phát hiện rồi. Đã thoát được nó. Nó chạy đi tìm cái thẻ. Ồ, nhưng mà hết mất đạn rồi. Ồ, nó đang đây rồi. Wow, nó đi một vòng kia luôn. Đây, đã thoát được nó. Đây rồi, thẻ đây đây. Đã lấy được một cái thẻ nữa. Nó đang bẫy. Nó lại đây rồi. Mình sẽ chạy sang góc bên này nhá. Nó đang đi ngoài kia này. Bị dính rồi. Trò này hơi khó một chút. Mình chuyển sang chơi Honor Train. Chuyển ra cầu, thu thập farm của lab.
để áp lên tàu nhé. Rồi sau đó mình sẽ lên tàu. Ok, áp lên hết tàu. Ô, nghe thấy giọng nó được rồi. À, đây. Quá nguy hiểm. Nó đã chạy trốn rồi. Ok, mình sẽ vừa đi vừa thu thập phòng lá và chiến đấu một con chô chô chalet nhé. Ok, đây có một cái phòng lá. Nhưng mà lại nghe thấy giọng chô chô được. Là phải lên tàu nhanh. Ok, áp lực lên tàu. Nghe nó cái giọng nó để đây. Ok, mình sẽ chạy xuống vào nhà thế nhé. Nhưng mà không được, nó quanh đây. Vào nhà kia để thu thập phòng và lab. Lại nghe thấy giọng nói rồi. Lại lên tàu. Ok, ở quanh đây có một cái phao của lab này. Ok, áp lên tàu. Áp lên dây chuyền rồi sau đó mình sẽ di chuyển đi. Để tìm một phao của lab tiếp nha các bạn nha. Không thấy con hòn nào chuyền nó xuất hiện rồi. Đây có một cái nhà, mình sẽ chui vào cái nhà này để lấy phao của lát nhé. Đây sẽ lên tàu nhanh, không để hòn nó chuyền nó phát điện. Ok, áp lên tàu. Đây có một cái nhà nữa. Lại gặp nó rồi. Tôi chuyển đến một nó khác rồi. Phải có phòng lát rồi.
khỏe ngay. Không thấy con chuột trồi nó xuất hiện rồi các bạn. Okay, hết mưa. Hôm nay mình sẽ để chơi cái trò này dài hơn một chút xem nó xem như nào nhé. Không thấy con chuột trồi chuột lét xuất hiện rồi. Mình sẽ chuyển sang chơi trò khác nhé các bạn nhé. Chocho Challenge Awkward. Chocho Challenge Awkward. Waiting for loving game. Okay, đang đợi tàu chuẩn bị di chuyển đây. Train everything in, chuẩn bị di chuyển. Okay, chuyển là đến. Tranh thủ trong lúc đợi mình sẽ nhảy sang đây chơi trò chơi bên đây nhé. Khởi hành sau 1 phút nữa các bạn ơi. Bên kia lấy hộp quà mà hơi khó khăn một chút. Dính vào đoạn dầu kia là bị di xét lại. Ok, tàu bắt đầu chạy nha.
là vì nhìn giờ nào về di chuyển đến khách sạn nào về. Ok, mình sẽ lấy đạn này. Trong lúc di chuyển mình sẽ gặp con đồ trù chân lét nữa. Còn chú chủ xe đã ra rồi. Bị đau tiêu diệt mất rồi. Chú Evin sẽ bay được biển. Tôi giờ có vật xem cho tôi cho nó xuất hiện này. Vẫn chưa thấy con chô chô sẽ nó xuất hiện các bạn. Đây là do chuyển chiếc tàu. Mình sẽ bắn một phát headshot đi. Okay. Mình sẽ kết thúc video này.